Có hai loại sốt sớm mà các bạn cần phải hiểu về nó, phải biết phân biệt để chúng ta biết cách điều trị và biết cách khắc phục. Loại sốt sớm thứ nhất là thời gian dưới 1 phút và bị kích thích cái là đã ra rồi, chạm và đã ra, thổi kèn đã ra, ngậm và đã ra. Thì với loại sốt sớm này thì anh khuyên các bạn là ngay lập tức phải đi khám bác sĩ, nếu không là sẽ bị hỏng súng. Loại sốt sớm thứ hai đó là chỉ được khoảng 2-3 phút chúng ta đã sốt rồi và chúng ta muốn kéo dài nó thành khoảng 10 hay là 15 phút để chúng ta chiều người phụ nữ bên cạnh mình. Thì cái đặc thù của loại sốt sớm thứ hai này đó là chúng ta vẫn kiểm soát được, mỗi khi chúng ta đổi tư thế này, hay chúng ta nghĩ về những cái chuyện khác tồi tệ này, hay là chúng ta hít một hơi thật sâu sau đó chúng ta thở ra từ từ, thì chúng ta sẽ kéo dài thêm được 2-3 phút nữa. Thì có rất nhiều các cái giải pháp để cho chúng ta luyện tập để chúng ta có thể kéo dài được quan hệ nhiều hơn. Thì các bạn có thể vào kênh của anh để theo dõi trong dòng thời gian, có rất nhiều video, có rất nhiều phương pháp hướng dẫn cái cách luyện tập để làm sao có thể kéo dài từ 2-3 phút lên đến 10 phút. Các bạn theo dõi kênh nhé.